con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Hạnh Chương. Biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 3 tháng 2 năm 2011. Địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu. Tập 261. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 317. Trang 317, hàng thứ nhất. Lìa dục chánh niệm thâm sâu, tịnh tuệ tu phạm hạnh. Dục chỉ cho tham dục. Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói ly dục thanh tịnh là thù thắng tối diệu nhất. Chánh niệm là một phần của bát chánh đạo. Lìa tà phân biệt mà niệm pháp thật tánh, gọi là chánh niệm. Quán Kinh Sở nói xả tướng nhập thật, gọi là chánh niệm. Tịnh tuệ hội Sở nói tịnh tuệ tức là bát nhã ba la mật, không phải bất tịnh tuệ của nhân thiên tiểu thừa, cho nên gọi là tịnh tuệ. Phạm hạnh là hạnh thanh tịnh vô dục, là một trong ngũ hạnh của kinh Niết Bàn. Ngũ hạnh trong kinh Niết Bàn, thứ nhất là thánh hạnh, thứ hai là phạm hạnh. Phạm hạnh nói về 11 cái không. Chúng ta dùng 20 cái không trong kinh Bát Nhã, nói tương tận hơn 11 cái không. Mục đích giúp ta nhìn thấu, giúp ta buông bỏ. Hai mươi cái không trong kinh Bát Nhã, 11 cái không ở trước chúng ta đã học. Học đến tán không, như ngủ ấm ly tán, có người bất khả đắc. Nếu mở rộng phạm vi này, bây giờ chúng ta biết tất cả mọi hiện tượng đều là huyễn tướng, do ngũ âm tụ hợp mà hiện ra. Khi ngũ âm phân tan, hiện tượng vật chất là bất khả đắc. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên cũng không tách rời được. Một có, tất cả đều có. Một lìa, tất cả đều lìa. Trong kinh Bát Nhã, Đức Phật nói cho chúng ta biết một nguyên tắc chung, đó là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Không có gì là chân thật cả. Chân tướng sự thật này trong kinh gọi là thật tướng các pháp, chúng ta không thể không biết. Hôm nay chúng ta học tiếp điều thứ 12 là vô biến dị không. Tất cả pháp như như bất biến, liễu bất khả đắc. Những cái không ở sau, ý nghĩa đều rất thâm sâu. Quả thật là thật tướng các pháp. Tất cả pháp như như bất biến là nói trên phương diện thể tánh. Thể tánh là gì? Chính là chân như, còn gọi là tự tánh, cũng gọi là chân tâm, cũng gọi là pháp tánh. Cũng gọi là thường tịch quang, cũng gọi là đệ nhất nghĩa. Trong Kinh Luận Đại Thừa có mấy mươi tên gọi. Vì sao một vấn đề mà Đức Phật dùng nhiều danh tướng đến như thế? Đây là phương tiện thiện xảo trong lúc dạy học, vậy chúng ta đừng chấp trước vào danh tướng. Danh tướng là giả, không phải thật. Từ danh tướng chúng ta ngộ nhập nghĩa lý mới là vấn đề quan trọng. Tất cả chúng sanh căn tánh bất động. Chỉ có người nghe một danh tướng là có thể ngộ nhập. Có người ngộ nhập trên một danh tướng khác. Có người ngộ nhập từ nhiều danh tướng. Chúng sanh căn tánh không tương đồng. Như Lai tùy theo căn cơ mà nói. Như như bất biến là thể tánh của tất cả pháp. Thể tánh không phải hiện tượng. Nó không phải hiện tượng vật chất, không phải hiện tượng tinh thần, đến hiện tượng tự nhiên cũng không phải. Trong giáo lý Đại Thừa dùng một câu là pháp nhĩ như thị. Pháp tức là tất cả pháp. Nhĩ nghĩa là nó vốn như vậy. Ta đừng suy nghĩ, cũng đừng nghiên cứu, cũng đừng nghị luận. Nó chính là như vậy thì mới đúng. Quý vị đã giác ngộ. Chân tướng sự thật này, tâm tư ngôn ngữ đều không đạt được. Ngôn ngữ nói không rõ ràng, cho nên nói ngôn ngữ đạo đoạn. Đoạn tuyệt con đường ngôn ngữ, không thông suốt. Tâm hành xứ diện. Tâm hành là tư tưởng của chúng ta. Tư duy cũng không đạt được. Liễu bất khả đắc. Nó có tồn tại chăng? Tồn tại. Không những tồn tại. Đại sư Huệ Năng nói: đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Câu này nói rất hay. Không những tồn tại, nó đầy đủ tất cả pháp. Gặp nhân duyên, tất cả pháp liền hiện tiền. Nếu nó không đầy đủ tất cả pháp, làm sao có thể hiện tất cả pháp? Nó có thể hiện tất cả pháp, đương nhiên là đầy đủ tất cả pháp. Ngày nay chúng ta đang học tập đối diện kinh văn. Chúng ta có thể đọc tụng, không được tưởng tượng. Chúng ta có thể nói, nhưng không được phân biệt, không được chấp trước. Nếu chúng ta dùng tâm chân thành, tâm cung kính, thế nào gọi là chân thành? Nhất niệm bất sanh gọi là chân thành. Hay nói cách khác, trong các buổi giảng thường nói, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Đó chính là chân thành, chính là cung kính. Chân thành cung kính lâu ngày, đột nhiên khai ngộ. Họ thấu triệt. Sau khi thông suốt, sau khi đại triệt đại ngộ, sau khi đại triệt đại ngộ cũng không được tư duy, không được tưởng tượng, cũng không được nghị luận. Di diệu là ở đây, cho nên gọi nó là diệu pháp. Bên dưới là 13. Bản tánh không, tất cả pháp bản tánh thanh tịnh, lìa tánh lìa tướng. Lìa tướng dễ hiểu. Vì sao gọi là lìa tánh? Lão Tử nói rất hay. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Chúng ta đặt cho nó cái tên gọi là bổn tánh. Như vậy là sai. Không gọi bổn tánh thì gọi là gì? Bổn tánh không có tên. Có thể đặt cho nó cái tên. Nếu chấp trước danh tự này là sai. Danh là giả, không được chấp trước. Không chấp trước là đúng. Đối với hai chữ bổn tánh này cũng không được chấp trước, không được phân biệt, không được khởi tâm động niệm, gọi là lìa tánh. Tướng là huyễn tướng, không chấp trước, tánh tướng nhị biên. Bổn tánh thanh tịnh tự nhiên hiển tiền. vừa có nhất niệm, nghĩa là nói nhất niệm bổn tánh thanh tịnh này đã làm ô nhiễm bổn tánh thanh tịnh. Sao lại nhiễm ô? Trong bổn tánh không có cái gọi là bổn tánh thanh tịnh. Ta còn có bổn tánh thanh tịnh, tức là nó đã bị ô nhiễm rồi. Ý nghĩa này rất sâu sắc. Lìa tướng, lìa tánh. Thứ 14 là tự tánh không. Tất cả pháp hư huyễn không thật, cho nên không có tự tánh. Bây giờ chúng ta đưa ra một ví dụ. Thân thể này của tôi có phải tướng chăng? Là tướng. Lục đạo chúng sanh không ai không xem tự tướng là chính mình, cho rằng đây là ta. Bây giờ Đức Phật bảo chúng ta tự tướng này là hư huyễn, không phải thật. Một số người nghe xong nhất định không thể chấp nhận. Rõ ràng thân thể này của tôi tồn tại, thân thể quý vị cũng tồn tại, thân thể của họ cũng tồn tại. Tất cả chúng sanh, cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa đều tồn tại. Sao lại là hư huyễn không thật? Mãi đến khi các nhà vật lý học cận đại, đây là giới khoa học, họ nghiên cứu vật chất rốt cuộc là gì. Nghiên cứu đến sau cùng, Max Planck, nhà vật lý học người Đức, ông nghiên cứu nguyên tử, nghiên cứu hạt căn bản, nghiên cứu đến sau cùng kết luận trên thế giới không có thứ gì gọi là vật chất. Bản chất của vật chất là gì? Ông ta nói là ý niệm. Chúng ta gọi là ý nghĩ. Một hiện tượng do vô số ý niệm tích lũy mà biến thành vật chất. Vật chất không phải thật. Thật ra giống như chúng ta thấy hình ảnh trên màn hình tivi vậy. Hình ảnh là động. Nó là thật ư? Không phải. Là huyễn tướng do vô số hình ảnh tích lũy lại mà sản sanh ra. Hiện tướng trên màn hình tivi, một giây mới tích lũy được 24 tấm phim, đã lừa gạt được đôi mắt của chúng ta rồi. Hiện tướng đặt ngay trước mắt chúng ta, như hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần. Bồ Tát Di Lặc nói rằng một giây nó có bao nhiêu? Có 1.600 triệu. Làm sao chúng ta cảm nhận được? Tự tướng không. Tự tướng này của tôi là không. Tự tướng của quý vị cũng không, tự tướng của họ cũng là không. Tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ không có hiện tượng nào không phải là không. Không, không nói là không, không thể nói tự tánh không. Cũng không thể nói tự tướng có. Có không đều bất khả đắc. Nói phi hữu phi vô, diệt hữu diệt vô đều không nói được. Đúng là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Đây mới là chân tướng sự thật. Thứ 15 là cộng tướng không. Tướng bên này bên kia của tất cả pháp dùng không tịch. Ở trước chỉ nói một thứ đơn độc là tự tướng. Trong kinh điển Đại Thừa nói cộng nghiệp và biệt nghiệp. Tự tướng là thành tựu của biệt nghiệp, cộng tướng là thành tựu của cộng nghiệp. Tự tướng bất khả đắc, đương nhiên cộng tướng cũng bất khả đắc. Tự tướng bất khả đắc, thật sự khí nhập cảnh giới này. Thân tướng, thân tướng dậy phá ngã tướng. Biết được cộng tướng bất khả đắc, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng cũng rất dễ buông bỏ. Thứ 16 là nhất thiết pháp không. Tất cả pháp đều do tâm sanh, không có tự thể. Câu này rất quan trọng. Hết thảy các pháp trong vũ trụ từ đâu mà có? Đức Phật nói từ tâm tưởng sanh, tức là ý này. Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói duy tâm sở hiện, năng sanh năng hiện, là tâm tánh. Duy thức sở biến, nó có thể biến hóa. Câu thứ hai trong Hoàn Nguyên Quán nói xuất sanh vô tận, đó là nói về sự biến hóa, không có số lượng. Vô lượng, vô biên, vô tận, vô số. Ta không thể tưởng tượng. Nó biến hóa tùy theo ý niệm của mình. Nói từ phạm vi nhỏ, thân thể chúng ta, tâm hiện thực biến, từ tâm tưởng sanh. Triển khai ra, chúng ta thấy tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không giới đều không ngoại tâm hiện thức biến. Chủng loại biến hóa quá nhiều, chúng ta gọi là thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Hiểu rõ đạo lý này, ta tìm được tôi. Tôi không phải thân này, tôi cũng không phải là hết thảy vạn pháp. Tôi là gì? Tôi là tánh thức năng biến năng hiện. Tánh là chân tâm, thức là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Tôi nghĩa là gì? Tôi là chủ tể. Tôi nghĩa là tự tại. Vậy tôi có thể chi phối vũ trụ này chăng? Tôi có thể chủ tể vạn vật chăng? Đáp án là khẳng định. Quý vị có thể. Vì sao bây giờ không thể? Bây giờ cái tôi đó mê muội, ta không tìm thấy cái tôi, cho rằng thân này là tôi. Thân mỗi niệm không tồn tại, bản thân nó đều không giữ được, làm sao nó có thể làm chủ? Thân không phải tôi. Tánh thức là tôi. Nó có thể làm chủ. Nếu niệm đều là thiện, biến pháp giới hư không giới liền biến thành thiện. Còn như niệm niệm nó bất thiện, pháp giới hư không giới biến thành bất thiện. Quý vị thấy nó có thể chi phối. Tâm năng hiện, thức năng biến. Hết thể dạng pháp không có tự thể, tùy theo phân biệt chấp trước mà biến hóa. Ở đây nói đều do tâm sanh, chính là phân biệt chấp trước. Hiểu đạo lý này, bản thân thông suốt, buông bỏ tuyệt đối. Thật sự buông bỏ, không còn gì để nói. Điều quan trọng là chúng ta thấy rất nhiều chúng sanh đau khổ, đặc biệt là luân hồi lục đạo. Tâm từ bi tự nhiên sanh khởi. Chúng ta giúp họ như thế nào? Giúp họ lìa dục, chánh niệm thâm sâu, vấn đề liền được giải quyết. Đây là chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, giúp chúng sanh lìa khổ được vui, diệu pháp bậc nhất. Chính là dạy chúng sanh lìa dục, chánh niệm thâm sâu, tịnh tuệ tu phạm hạnh. Vấn đề liền được giải quyết. Thứ 17 là bất khả đắc không. Tất cả pháp cho đến vô dư niết bàn đều bất khả đắc. Tuyệt đối đừng có điều gì thật sự có thể đạt được, không có chuyện đó. Vô dư niết bàn trong Phật Pháp Đại Thừa là pháp cứu cánh mà diệu giác quả Phật chứng được, gọi là vô dư niết bàn. Có điều này chăng? Không thể nói nó không có, cũng không thể nói nó có. Vì sao không thể nói nó có? Không thể nói nó không có, vì có và không là tương đối. Trong tự tánh không tìm thấy một pháp tương đối nào, không tìm thấy. Trong thập pháp giới có pháp tương đối, trong lục đạo có tương đối. Như vậy nghĩa là sao? Khi mê thì có, giác ngộ thì không. quán không giúp ta đại triệt đại ngộ, giúp ta minh tâm kiến tánh. Bồ Tát tu chứng đến cảnh giới viên mãn cao nhất. Quán không hoàn toàn nương chân đế mà nói. Hàng phàm phu không dễ lãnh hội, rất khó tiếp thu. Nó là sự thật. Cho nên Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta học Phật, xem kinh, nghe giảng. Xem kinh là văn tự, nghe giảng là nghe ngôn thuyết. Phải nhớ không chấp trước tướng ngôn thuyết. Nghe giảng dạy đừng chấp trước vào lời nói. Lời nói không phải thật. Nghe giảng dạy đừng chấp trước vào văn tự. Quý vị xem như vừa mới nói vô dư niết bàn là danh tự, không được chấp trước. Phật là danh tự, cũng không được chấp trước. Bồ Tát là danh tự, vẫn không được chấp trước. Nhất thiết pháp không, bất khả đắc không vẫn là danh tự. Lìa tướng danh tự, hiểu ý nghĩa là được, không chấp trước danh tự. Thứ ba, không chấp trước tướng tâm duyên. Chúng ta xem kinh văn, nghe giảng giải, đừng suy nghĩ đến ý nghĩa của nó. Nếu suy nghĩ câu này là ý nghĩa gì, đoạn kinh văn này nghĩa ra sao, vậy là trước tướng. Đây gọi là chấp trước tướng tâm duyên. Ý đó là ý của riêng mình, không phải ý của Phật. Chúng ta đọc trong bài kệ khai kinh, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nghĩa chân thật của Như Lai là trực giác, vừa nghe là hiểu. Đó chính là nghĩa của Như Lai. Thông qua tư duy, nghiên cứu tưởng tượng, đó không phải là chân thật nghĩa của Như Lai, là ý của riêng mình. Đây là chỗ khó của Phật Pháp. Chư vị tổ sư thường khảo nghiệm học trò, anh biết chăng? Ý của cái biết này rất thâm sâu. Khi nào ta biết? Nếu biết, vừa nghe lập tức khai ngộ. Mở kinh ra vừa xem cũng khai ngộ. Đó là người biết. Người không biết mê vào trong ngôn ngữ, Mê vào trong danh tướng, mê vào trong vọng tưởng của chính mình. Điều này rất khó. Trong kinh Đại Bát Nhã nói, tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, dùng trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật đó biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày. Đây gọi là phương tiện thiện xảo. Thiện là tuyệt diệu, xảo là cực kỳ tuyệt diệu. Vì sao vậy? Vì họ có thể khởi phát, khiến chúng sanh khai ngộ, soi sáng cho chúng sanh, giúp chúng sanh giác ngộ. Làm gương cho chúng sanh, làm mô phạm cho chúng sanh. Khiến chúng sanh nghe thấy, nhìn thấy, tiếp xúc đến. Ngộ nhập không đế. Tông Thiên Thai nói tam đế là không giả trung. Thứ 18 là vô tánh không. Pháp đã diệt rồi, là diệt vô vậy. Vô tánh không cũng gọi là vô pháp không. Pháp đã diệt rồi. Điều này cũng không có. Diệt cũng không tồn tại. Sanh diệt đều không tồn tại. Cho nên lại nói bớt sanh, bớt diệt. Vô sanh, vô diệt. Khi nào Pháp diệt xong? Sát na diệt xong. Thế nào gọi là sát na? Hình dung tốc độ nhanh chóng của nó, thời gian ngừng lại của nó rất ngắn ngủi. Nhanh đến mức độ nào, ngắn đến mức độ nào, chúng ta không thể tưởng tượng được. Trong Kinh Nhân Dương, Đức Phật đưa ra một ví dụ nói cho chúng ta biết. Phật nói một khẩy móng tay có 60 sát na, trong một sát na có 900 lần sanh diệt. Đây là khi Đức Thế Tôn dạy học đưa ra cho chúng ta một khái niệm thô thiển. Nếu so với Bồ Tát Di Lặc nói, sự sai biệt quá lớn. Đức Phật nói một khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. 60 nhân cho 900. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta một khẩy móng tay có bao nhiêu lần sanh diệt? Có 320 triệu lần sanh diệt. Con số càng lớn hơn. Điều này nói rõ thật tướng các pháp. Với tốc độ nhanh chóng như vậy, Đức Phật nói sanh diệt đồng thời, không có sanh diệt. Ta nhìn thấy sanh thì nó đã diệt từ lâu. Ta nhìn thấy nó diệt thì không biết nó lại sanh bao nhiêu lần. Hiện tượng này được giới khoa học cận đại phát hiện, thật là khó được. Chứng minh những gì Đức Phật nói trong 3000 năm trước không phải là giả, là thật. Vậy tất cả pháp là có hay là không? Chúng ta chưa chứng được, chỉ thấy trong kinh điển Đức Phật nói như thế. Chúng ta cũng có một chút sở ngộ. Sở ngộ này gọi là giải ngộ, không phải chứng ngộ. Chứng ngộ là thân chứng. Sự giải ngộ hiện nay của chúng ta là hiện tượng nghe người chứng được nói ra. Chúng ta chưa chứng. Thích Ca Thế Tôn đã chứng. Di Đà Như Lai đã chứng. Chư vị Pháp Thân Bồ Tát chứng được. Chúng ta tin những người này đại thánh đại hiền, họ không gạt người. Những gì họ nói tuyệt đối là chân thật. Chúng ta có thể tin. Họ chứng được thật tướng các pháp. Mới thật sự buông bỏ được. Vì sao chúng ta không buông được? Vì chúng ta không biết chân tướng sự thật. Xem những hiện tượng hư huyễn không thật này là thật. Còn khởi vọng niệm, muốn khống chế nó, muốn chiếm hữu nó. Sai lầm, thật là sai lầm. Thứ 19 là tự tánh không, cũng gọi là hữu pháp không. Ở trước nói vô tánh không, cũng gọi là vô pháp không. Còn đây là hữu pháp không. Không và có là một vấn đề. Vì sao nói nó có? Vì nhân duyên các pháp nên nó có. Thật tánh là vô. Pháp là duyên sanh. Phật Pháp cũng không ngoại lệ. Cho nên không được chấp trước Phật Pháp. Vì sao vậy? Vì duyên sanh vô tánh, bất khả đắc. Nếu chấp trước nó, cho rằng nó có thật, vậy là sai. Kinh điển Đại Thừa thường nói tướng có tánh không, chính là ý này. Các pháp nhân duyên cho nên có. Tướng có, thật tánh là không. Tánh không, sự có, nhân duyên là sự. Lý không có. Tánh tương nhất như, sự lý không hai. Đây là thuyết trung đạo của giáo lý Đại Thừa. Nói về điều gì? Nói về tác dụng. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, xử sự đối nhân tiếp vật phải biết dùng trung, không nghiêng về có, cũng không nghiêng về không. Không chấp trước cả hai bên có và không. Như vậy là đúng. Vì sao vậy? Vì hai bên có và không đều không chấp trước, đều không phân biệt, đều buông bỏ. Tâm ta vĩnh viễn là thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác để sống, tức là ta đang sống cuộc sống của Phật Bồ Tát. Thù thắng, hưởng thụ cao nhất của đời người. Ta dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác để làm gì? Đối nhân tiếp vật là tu tập tích lũy vô lượng vô biên công đức. Trí tuệ chân thật, lợi ích chân thật, lại không chấp tướng. Làm mà không làm, không làm mà làm, gọi là tam luân thể không. Nhất nhất chính là tánh đức, chính là tự tánh viên mãn hiển lộ. Hoàn toàn tương đồng với quả vị, diệu giá của chư Phật Như Lai. Thành tựu đạo vô thường. Đây là tự tánh không. Điều sau cùng là vô tự tánh không, cũng gọi là vô pháp hữu pháp không. Hợp vô pháp lại đều bất khả đắc, có và không đều bất khả đắc. Chúng ta vừa mới nói tự tánh viên mãn hiển lộ. Chư Phật Bồ Tát trong cõi thường tịch quang, Pháp Thân Bồ Tát trong cõi thật bằng, ứng qua khắp 10 pháp giới. Là thuộc về cảnh giới này. Chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát thị hiện cho chúng ta thấy. Giống như trong Hoàng Nguyên Quán nói đến tứ đức, tùy duyên diệu dụng, oai nghi hữu tắc, nhu hòa chất trực, đại chúng sanh khổ. Trong mỗi một thị hiện đầy đủ viên mãn, nghĩa thu 20 cái không của Bát Nhã. Đức Phật nói thật tướng các pháp, như thị như thị. Cho nên cần phải buông bỏ vạn duyên. Chúng ta có thể chứng nhập cảnh giới này, đạt được diệu dụng của cảnh giới này. Đây gọi là phạm hạnh. Phạm hạnh thanh tịnh vô dục, tịnh tuệ tu phạm hạnh. Ngũ hạnh trong kinh Niết Bàn, ở sau phạm hạnh thứ ba là thiên hạnh. Thiên này là đệ nhất nghĩa thiên, là từ tánh đức mà nói. Cũng như chúng ta vừa nói đến tứ đức trong Hoàn Nguyên Quán, đây là đệ nhất nghĩa thiên. Thứ tư là anh nhi hạnh. Thứ năm là bệnh hạnh. Hai loại này phải có trí tuệ mới cảm nhận được. Không có trí tuệ sẽ thấy sai. Bệnh hạnh là gì? Là thể hiện vô số hành vi phản nghịch. Trong Kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham bái của Thiện Tài Đồng Tử, Bà La Môn thắng nhiệt. Cam Lồ Quả Dương, Phật Tô Mật Đa Nữ. Sự thể hiện của họ gọi là bệnh hạnh. Thể hiện gì? Thể hiện tham sân si. Sự ngu si của thắng nhiệt Bà La Môn, sân nhuế của Cam Lồ Quả Dương. Bồ Tát cũng thể hiện. Vì sao vậy? Để độ những người có tập khí phiền não sâu nặng, những chúng sanh tạo tội ngũ nghịch thập ác. Muốn độ những chúng sanh đó, cần phải đồng loại với họ. Nếu họ thấy ta là thiện nhân, là Bồ Tát, họ liền rời xa, không chịu tiếp xúc. Vì sao vậy? Vì họ chỉ tiếp xúc với đồng loại. Họ là người xấu, ta cũng là người xấu, hai bên rất dễ làm bạn. Vì thế Bồ Tát cũng thể hiện là kẻ ác, cùng chung sống để độ cho họ. Đây gọi là bệnh hạnh, đây gọi là bệnh thái. Anh nhi hạnh là thể hiện tướng thiện. Hai điều ở sau trong tứ nhiếp pháp gọi là đồng sự nhiếp, là vấn đề khó nhất. Cùng một chí hướng với họ, có khi giúp họ đọa địa ngục. Vấn đề này có đúng chăng? Có tốt chăng? Vấn đề này rất tốt. Vì sao lại việc tốt? Nếu họ không cảm thọ khổ báo này, họ không thể quay đầu. Vậy thì giúp họ sớm đọa địa ngục, sớm chịu khổ, sớm quay đầu. Tấm lòng của Bồ Tát mà. Ngạn ngữ có câu đau lâu chi bằng đau ngắn. Bồ Tát khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, mục tiêu dụng tâm đó là giúp họ quay đầu. Dùng phương pháp gì? Chỉ có dùng phương pháp này. Ngày nay mọi người đều biết nếp sống xã hội không tốt, Có Bồ Tát thể hiện ở thế gian chăng? Có. Không ít. Ở đâu? Bồ Tát dẫn đầu tạo ác. Vì sao vậy? Chiêu cảm thiên tai thảm họa, khiến những người này chịu hết mọi khổ đau, họ mới biết quay đầu. Không phải việc mà người bình thường có thể làm được, là sự nghiệp lớn, nhân duyên lớn, trí tuệ lớn mà Phật Bồ Tát làm. Sau cùng là phước báo lớn. Đây không phải trí tuệ của nhân thiên. Trí tuệ nhỏ của thanh văn duyên giá họ không làm được. Chúng ta xem tiếp. Hạnh lợi tha của Bồ Tát có thể đối trị tất cả sự bất thiện, lìa lỗi lầm để được thanh tịnh, cho nên gọi là phạm hạnh. Chú trọng đến vấn đề có thể đối trị tất cả bất thiện. Bồ Tát thật sự có phương pháp đối trị, giúp họ xa lìa lỗi lầm, khôi phục tâm thanh tịnh. Phương pháp đối trị vô lượng vô biên, ta phải dùng một cách thích hợp, phải biết dùng. Lại chứng dạng hạnh của Niết Bàn, gọi là phạm hạnh. Ý nghĩa của phạm hạnh rất rộng. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật thường nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Giống như đại phu cho thuốc vậy. Thuốc có rất nhiều loại, đều là thuốc tốt. Vì sao? Vì có thể trị bệnh. Đều là lương dược, nhưng thuốc nhất định phải cho đúng bệnh. Không đúng bệnh, nó gây nên hiệu quả tương phản. Không những không thể trị bệnh, mà còn khiến bệnh nặng thêm. Chúng sanh giống như người bệnh vậy. Mỗi người bị bệnh không giống nhau. Đức Phật nói chúng sanh có 8 dạng 4.000 loại bệnh, Phật có 8 dạng 4.000 pháp môn. Đối trị bệnh tật của chúng sanh. Đó 8 dạng 4.000 pháp môn không phải để một người học hết tất cả. Không phải vậy. Cho nên lịch đại chư vị tổ sư đều yêu cầu người học, tức là học trò, nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, như vậy mới có thành tựu. Đồng thời nói cho ta biết thành tựu một pháp môn thì tất cả pháp môn đều thành tựu. Thông đạt một bộ kinh, thông đến đâu? Thông đến tự tánh, tức tất cả kinh đều thông. Thật là vi diệu. Vì sao chúng ta không học được như thế? Thật sự học đạo không khó. Từ lý mà nói, phàm phu thành Phật cần bao nhiêu thời gian? Chỉ trong một niệm. Phàm phu một niệm giác ngộ tức là thành Phật. Một niệm mê chính là phàm phu. Vì sao không giác ngộ? Vì ta cho những huyễn tướng này là thật, không chịu buông bỏ. Đức Phật nói về ý nghĩa của 20 loại không này. Nghe xong cũng gật đầu. Phật nói không sai, đã có lý. Có tin chăng? Không tin. Vẫn là tôi làm việc của tôi. Đối với những gì Đức Phật nói đặt rất nhiều câu hỏi. Tính tâm không thanh tịnh, tâm chân thành cung kính không sanh khởi được. Có không ít vị đồng học nói với tôi, còn rất muốn khiến cho mình sanh khởi tâm chân thành cung kính, nhưng không sanh khởi được. Tôi tin lời nói của họ là thật, không phải giả. Vì sao không sanh khởi được? Vì không hiểu rõ ràng chân tướng của sự thật. Có hoài nghi. Nghi là chướng ngại tu hành lớn nhất của Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Mục đích là giúp mọi người đoạn nghi sanh tín. Mục đích là như vậy. Câu này nói về phạm hạnh rất hay. Chứng đại Niết Bàn, vô lượng pháp môn thành Phật, đều gọi là phạm hạnh. Hội sớ nói dục là nhân của các khổ. Bố thí trì giới có thể xa lìa nó. Xã hội ngày nay rất nhiều người cho rằng dục là nhân của các niềm vui. Họ không biết là khổ, mà cho rằng là hưởng thụ. Nhà Phật nói 5 loại lớn của dục vọng là tài, sắc, danh, thực, thùy. Thế gian ngày nay, quý vị thử điều tra xem, hỏi thử xem, ai không thích? Cho nên trước chữ dục này thêm một chữ là ái dục. Quý vị nói đây là nhân của các điều khổ, họ không tin, họ không tiếp thu. Ái dục là nhân của các niềm vui, họ sống chết để truy cầu, không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Đây là lý niệm của người hiện đại, tư tưởng của người hiện đại, giá trị quan của người hiện đại. Làm sao mà họ chịu buông bỏ? Quý vị nói điều này trong tương lai phải đọa địa ngục, phải đọa ba đường ác. Họ không tin mà nói rằng quý vị mê tín, là ngu si, không biết hưởng thụ. Họ ở bên cạnh chê bai quý vị, không thừa nhận mình sai. Họ nói quý vị sai, quý vị nghĩ sai, làm sai. Trong một hoàn cảnh lớn như thế, Phật Bồ Tát làm sao mà độ chúng sanh? Phật Bồ Tát thị hiện bệnh hạnh, đồng sự với chúng sanh. Ta tham luyến ngũ dục lục trần, các ngài còn tham luyến hơn ta. Sau cùng hiển bày quả báo ra cho ta thấy. Quý vị thấy rồi có cảm giác chăng? Có một người giác ngộ quay đầu, Bồ Tát độ một người. Có hai người nhìn thấy giác ngộ, Bồ Tát độ hai người. Nhìn thấy tham luyện ngũ dục lục trần, phải chịu vô số khổ báo. Mất sức khỏe, gia đình tan nát, hoặc là mất cả mạng sống. Có nhìn thấy liền giác ngộ, đó là người có nhân duyên với họ được độ. Bồ Tát thị hiện vô số phương pháp để độ chúng sanh, họ không từ bi được sao? Trong xã hội hiện nay, Bồ Tát thị hiện nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, đều tùy theo để giúp đỡ những chúng sanh tạo nghiệp mê hoặc điên đảo này, giúp họ giác ngộ. Dùng vô số phương pháp từ bi tận cùng, dùng phương pháp của quả báo hiện đời cảm ngộ chúng sanh. Đây chính là diện. Bồ Tát thị hiện quay đầu là bờ. Sau khi quay đầu, họ tu bố thí, tu trì giới. Bố thí dễ hiểu. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Còn giới là gì? Là luân lý, đạo đức, nhân quả. Bắt đầu thực hành từ bản thân mình, bắt đầu thực hành từ gia đình của mình. Là một người thay đổi 180 độ, để mọi người nhìn thấy cũng giác ngộ, sanh tâm hoan hỷ, cảm động, khen ngợi, học tập theo họ. Ái dục tạo ra những cái khổ đó phải gánh chịu. Sau đó lại tu. Bố thí, tu luân lý đạo đức, đó là trì giới. Cái đạt được là hạnh phúc, là niềm vui, thể hiện ra cho người ta thấy, họ sẽ tin. Sẽ có rất nhiều người quay đầu. Chánh niệm là thiện hỗ trợ. Như mang áo giáp vào thành. Chánh niệm là một phần của bát chánh đạo. Chánh niệm ở đây, như chúng ta thường nói, trong tâm chỉ có Phật A Di Đà. Trong tâm chỉ có kinh Vô Lượng Thọ. Trong tâm giữ chánh niệm. Niệm niệm không lìa kinh Vô Lượng Thọ, niệm niệm không lìa Phật A Di Đà. Đây là thiện hộ trợ. Ví như mang áo giáp vào thành. Thành chính là xã hội hiện đại. Xã hội hiện đại có ô nhiễm nghiêm trọng. Chánh niệm không dễ bị ô nhiễm. Không có chánh niệm, không thể không bị nhiễm ô. Nhiễm ô là độc bệnh. Tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, toàn là nhiễm ô. Xã hội hiện nay người ta lợi dụng TV, lợi dụng mạng Internet, đưa sự nhiễm ô này vào trong mỗi gia đình, ngày ngày làm bạn với nó. Quý vị có thể không nhiễm ô ư? Có thể tránh được chăng? Toàn thế giới là một bể nhuộm lớn, không có chỗ nào để tránh. Phương pháp tốt nhất, gia đình phòng vệ thật tốt. Trong nhà không có tivi, không có mạng Internet, không có tạp chí, không có báo. Tốt nhất là điện thoại cũng không dùng. Gia đình chính là trung tâm phòng hộ. Trong gia đình thờ Phật, tụng kinh, niệm Phật. Gia đình chính là một đạo tràng. Đừng thấy nó nhỏ, nó thật sự kết thành nhất thể về thế giới Cực Lạc. Nó là một nhánh của thế giới Cực Lạc, nhất định có thể thành tựu. Trong lục độ, nhẫn nhất định làm được. Nó có thể giúp ta làm được. Có thể nhẫn, không bị mê hoặc. Có thể định, tự mình làm chủ. Ta định vào kinh Vô Lượng Thọ, ta định vào Phật A Di Đà. Tịnh tuệ tức là bát nhã. Tịnh tuệ không mê hoặc, không điên đảo. Quý vị nói điều này quan trọng biết bao. Trong xã hội hiện nay, lục ba la mật quả thật có thể độ tôi, quả thật có thể độ gia đình tôi. Có nhẫn, có định là có thể kiên trì. Như như bất động. 3年4年善昧成就. 3 năm 4 năm thành tựu tam muội. 6年7年. 6 năm 7 năm trí tuệ liền hiển tiện. Người xưa nói 7 năm tiểu thành, 9 năm đại thành. Ngạn ngữ có câu 10 năm đèn sách, nhất cử thành danh. Thành tựu lớn hay nhỏ, hành lục độ sâu cạn rộng hẹp, nhất định theo tỷ lệ thuận. Như Tổ sư Ấn Quang nói, nếu có 10 phần chân thành cung kính, thọ trì kinh Vô Lượng Thọ, chấp trì danh hiệu 10 năm đại thành, 10 năm ta đến thế giới Cực Lạc làm Phật, đúng là đại thành, hoàn toàn không phải là giả. Nếu không đến thế giới Cực Lạc, ở lại thế gian này là thay Phật phổ độ chúng sanh. Đây là thật, không phải giả. 10 năm không thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, chắc chắn cũng là đại ngộ. Điều này người người đều có phần, người người đều làm được. Then chốt ở chính mình, không do người khác, cũng không do hoàn cảnh. Hoàn cảnh chỉ có thể chướng ngại phàm phu thông thường. Chướng ngại lớn đến đâu cũng không chướng ngại được đại tâm phàm phu. Thế nào gọi là đại tâm? Phát tâm Bồ Đề gọi là đại tâm. Thế nào gọi là tâm Bồ Đề? Là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Người giữ tâm như thế, thuận cảnh không tham ái, nghịch cảnh không sanh sân nhuệ. Nó làm sao chướng ngại được? Chẳng những không thể chướng ngại mà còn thành tựu chính mình. Thuận cảnh giúp ta lìa tham sân si mạng, nghịch cảnh giúp ta lìa tham sân si mạng. Làm thiện hỗ trợ cho ta. Phát tâm Bồ Đề, tâm này là chánh niệm, không phải giả. Một độ tinh tấn, tổng thông cả 5 độ. Đây là Bồ Tát lục độ vậy. Tinh là thuần mà không tạp, tấn là tiến mà không thoái. Bất luận là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, đều có thể làm đến mục tiêu này. Thuần mà không tà, tiến mà không thoái. Làm gì có chuyện không thành công? 下面引用忘义师啊，忘西师。Bên dưới trích dẫn Đại sư Giọng Tây nói hơi khác ở đây một chút. Hơi khác một chút với những gì ở trước nói. Đại sư Giọng Tây dùng ly dục làm bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Ba điều này ở trong lục độ là lý dục, chánh niệm là thiền định. Nói chung đều gọi là ly dục. Chánh niệm và tịnh tuệ, tức lục độ của Bồ Tát. Tu lục độ này có thể lìa tam độc, tham sân si, cho nên gọi là phạm hạnh. Lời của chư vị đại đức đều có lý, đều nói rất hay. Chúng ta cùng nhau tham khảo. Lấy sở trường bù sở đoạn, tránh sự phê bình. Đừng so sánh. Vì sao vậy? Vì thái độ phê bình, thái độ so sánh quả thật làm mất đi sự chân thành cung kính, tạo thành sự chướng ngại cho việc tu học của mình, không có lợi ích. Năm năm trước, tôi tham quan một trường đại học. Hiệu trưởng đi cùng tôi, nói rằng trong trường có một môn học tên là so sánh tôn giáo học. Có môn học như thế. Lúc đó tôi nghe xong liền nói với hiệu trưởng, tôn giáo không thể so sánh. Ai có tư cách, ai có năng lực, ai có trí tuệ đứng ra so sánh tôn giáo. Tôi nói trong các giáo thọ, trong số sinh viên, có ai hơn Giê-xu chăng? Có ai hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chăng? Có ai hơn Mohammed chăng? Nếu không hơn các ngài, vậy làm sao so sánh được? Khi nghe tôi nói xong, ông không hề nghĩ đến, liền trở lại hỏi tôi, vậy phải làm sao? Tôi kiến nghị rằng có thể học tập, Nhưng mỗi tôn giáo đều phải tôn trọng, đều phải chân thành, cung kính. Như vậy học tập mới có lợi ích. Nếu đem tôn giáo ra so sánh, có nghĩa là quý vị cao hơn nó rồi. Bài viết của học sinh, thầy giáo có thể so sánh phê bình. Người này giỏi nhất, người kia giỏi nhì. Còn như tác phẩm của Đức Phật, Giê-xu, Mohammed, quý vị so sánh như thế nào? Phải dùng tâm chân thành, cung kính để học tập, mới đạt được lợi ích chân thật. Lúc so sánh có ý phê bình nặng nề trong đó, tâm cung kính không còn nữa, tâm chân thành cũng không có. Chứ gì học kinh giáo, thường khi học một bộ kinh, chọn chú giải của một bậc tổ sư đại đức làm tư liệu tham khảo chủ yếu, nhưng vẫn gặp khó khăn. Đoạn này, câu này không dễ hiểu, có thể tham khảo của người khác. Chỉ xem đoạn này, chỉ xem câu này, nếu dễ hiểu hơn chúng ta có thể áp dụng. Chỉ áp dụng câu này đối với tôn chỉ không có trở ngại gì, như vậy thì được. Nếu so sánh phê bình, đó là đại bất kính, gây tổn hại nghiêm trọng cho việc tu hành của chúng ta, tạo thành rất nhiều ngộ nhận đối với người nghe giảng. Vấn đề này phải chịu trách nhiệm về nhân quả, không thể không biết. Bí quyết của tất cả pháp thế xuất thế gian chính là chân thành, cung kính. Như vậy mới học được. Lời của Tổ sư Ấn Quang nói không phải giả. 1 phần thành kính được 1 phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Đối với mọi người, mọi sự và tất cả dạng vật phải dùng tâm cung kính bình đẳng, mới có thể được lợi ích. Tất cả pháp không lìa tự tánh, tất cả pháp đều là pháp bình đẳng, không có sâu cạn cao thấp. Bản thân được thanh tịnh bình đẳng giác, nhìn lại tất cả pháp quả nhiên giống như trước. Mỗi một pháp đều có thể giúp ta khai ngộ, mỗi một pháp đều có thể giúp ta nâng cao cảnh giới. Đại sư Dòng Tây lại nói, ly dục tức là vô tham, thiện chánh niệm vô sân, tịnh tuệ vô si, đây gọi là phạm hạnh. Câu này nói rất hay, nói không giống nhau, đều rất tốt, đều có ích cho chúng ta. Tham sân si, Phật Pháp Đại Thừa gọi là 3 độc phiền não. Đây là căn bản của vô lượng vô biên phiền não. Tất cả phiền não đều từ nó mà sanh ra. Chúng ta muốn đoạn phiền não, thật sự muốn đoạn phiền não, người thông minh đoạn từ gốc. Đoạn được gốc, tất cả phiền não đều không còn. Câu kinh văn này giúp chúng ta đoạn phiền não căn bản. Ly dục, đoạn tận tham. Chúng ta phải biết rằng bất luận đối với vấn đề gì, chỉ cần có tâm tham tức phiền não này chưa đoạn, dục cũng chưa lìa, chúng ta nhất định phải cảnh giác về điều này. Nếu ta có cảnh giác cao độ mới đoạn thật sự, công phu sẽ đắc lực. Không có cảnh giác, đời này không thể đoạn được. Vì sao đời này không đoạn được? Vì ta không có tâm cảnh giác. Không xem trọng điều này. Tham luyện pháp thế gian là tham, tham Phật pháp cũng là tham. Là vậy ta đoạn tham, chứ không phải bảo đoạn đối tượng của tham. Quả thật đoạn tận tham sân si, cảnh giới bên ngoài là sự sự vô ngại. Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm không có tham sân si mạng nghi, là Bồ Tát trú thế. Thiện chánh niệm, trong kinh này nói là thâm chánh niệm. Vô sân, chánh niệm là nhẫn, là định. Làm sao có sân hận? Tịnh tuệ, trí tuệ thanh tịnh, không có ngu si, chính là không có hoài nghi. Vậy là ba loại tham sân si, trong này bao hàm có mạng, có nghi. Ngũ độc tham sân si mạng nghi đều xa lìa. Đây gọi là phạm hạnh, Bồ Tát hạnh. Ta ở thế gian này là Bồ Tát. Ta ở thế gian này là vì tất cả chúng sanh khổ nạn, làm gương tốt, thể hiện cho họ thấy. Tự hành, sau đó tự nhiên có thể hóa tha. Tiết học này hết giờ rồi. Hôm nay chúng ta học đến đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.